Xuân Việt mến chào anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay thì Việt tiếp tục chia sẻ với anh chị và các bạn cách chúng ta sử dụng bàn mixer G4 để chúng ta kết nối với điện thoại thu âm và livestream. Tuy nhiên thì mình sẽ không sử dụng cái dây livestream chế như những video trước nữa, mà lần này mình sẽ sử dụng cái sợi dây livestream 3 màu rất là quen thuộc với anh chị, đã được sử dụng với rất nhiều các loại sao cả khác nhau rồi. Thì đầu tiên anh chị cần chuẩn bị một bàn mixer G4 này và cái dây nguồn đi kèm G4 nhé, một sợi dây nối AV ra lỗ trở 3.5, một sợi dây livestream 3 màu, một cái tai nghe. Và nếu như chúng ta kết nối với điện thoại mà nhạc bằng dây cắm thì chúng ta sẽ sử dụng một sợi dây, một đầu AV, một đầu 3.5 như này. Cuối cùng là hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại mà nhạc, một chiếc điện thoại thu hoặc là phát trực tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước kết nối. Đầu tiên thì mình sẽ cắm dây nguồn trước. Cái lỗ dẹp nhỏ chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ USB ở đằng phía sau G4. Và cái đầu USB này chúng ta sẽ cắm vào cái cốc sạc điện thoại này. Cốc sạc để cắm vào điện 220. Tiếp theo cắm tai nghe. Tai nghe chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ headphone này. Nếu như anh chị sử dụng hai micro để hai người hát thì chúng ta sẽ dùng thêm một cái dây chia nữa. Chúng ta cắm dây chia vào đây và hai đầu chia chúng ta sẽ cắm hai tai nghe để hai người đeo. Còn ở đây mình sử dụng một tai nghe, mình sẽ cắm thẳng vào đây luôn. Đấy. Và kết nối với điện thoại mở nhạc thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái sợi dây cắm để kết nối với điện thoại bằng dây cắm. Thì dây ở đây là dây một đầu AV, chúng ta cắm vào cái chân AV bên dưới này. Đấy, chân AV bên dưới. Và một đầu 3.5 chúng ta sẽ cắm vào cái điện thoại để mở nhạc. Đây là cách kết nối với điện thoại mở nhạc bằng dây cắm. Cách thứ hai là anh chị sử dụng nhiều nhất, đó là cách kết nối bằng chức năng cái lối Bluetooth. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bật vào cái loop mode này, bấm nhát để nó chuyển đổi chế độ kết nối sang chế độ kết nối Bluetooth. Sau đó là chúng ta sẽ vào phần cài đặt của điện thoại, cài đặt điện thoại, vào phần kết nối này, anh chị tìm cái phần Bluetooth, anh chị bật cái Bluetooth lên, nó tự động quét tìm tên thiết bị của cái bàn G4 này. Với một số điện thoại của anh chị mà nó không tự động tìm quét thì anh chị để ý nó có chữ dò hoặc là chữ tìm kiếm đấy, anh chị nhấp vào chữ dò hoặc chữ tìm kiếm thì nó sẽ tìm quét cái tên thiết bị. Và tên thiết bị của cái bàn G4 này đó là PT36, thì anh chị nhấp vào PT36. Đấy, có điện thoại yêu cầu ghép nối, có điện thoại không yêu cầu thì anh chị nhấp OK là xong. Đấy, đây nó báo đã kết nối này. Sau khi kết nối rồi thì anh chị chỉ cần vào YouTube, anh chị mở cái video karaoke ở trên YouTube là OK thôi. Thôi, rồi đấy là phần kết nối điện thoại và nhạc. Tiếp theo là kết nối với điện thoại thu âm hoặc là phát trực tiếp ấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái giắc, đây giắc nối từ AV ra trở 3.5, hay còn gọi giắc chuyển đổi từ AV ra 3.5. Chúng ta sẽ cắm vào cái chân hoa sen ở bên trên nhé. Chân xem bên trên. Đấy. Rồi. Và cái sợi dây lên trên màu chúng ta sẽ cắm nối tiếp vào đây. Thì sợi dây lên trên màu để đầu tiên anh chị để ý cho mình là nó có một cái nút gạt đây này. Anh chị sẽ gạt về phía đầu một dây như này. Và cái đầu có 3 rắc đây. Thì rắc màu xanh và cái rắc có lỗ chờ 3.5 này chúng ta không dùng đến, chúng ta sẽ quấn vào. Đấy. Còn cái rắc màu hồng này chúng ta sẽ cắm lối vào cái đoạn dây nối AV vừa rồi ấy. Cắm sát vào. Và cái đầu ngược lại của cái dây livestream màu sẽ có một cái dây rắc màu đen nó dài nhất đấy. Đây là cái dây này đây, rắc màu đen của dây livestream màu. Chúng ta sẽ cắm vào điện thoại thu âm quay video hoặc là phát trực tiếp. Rồi.
Đây thì mình sẽ thử quay video nhé. Mình sẽ thử quay video. Đây, anh chị vào phần máy ảnh, camera của điện thoại. Sau đó chọn cam sau, cam trước tùy anh chị nhé. Rồi. Tiếp theo mình sẽ mở nhạc ở phần này lên. Cho to nhạc điện thoại này. Rồi sau đó là đeo tai nghe vào để nghe thử âm thanh. Mình sẽ ấn quay thử, sau đó là mở lại nghe thử nhé. Để lát nữa xem là cái video này nó có thu được tiếng nhạc của cái bộ hát livestream hay sao không. Và trong khi thu thử tiếng nhạc thì mình sẽ lắp pin vào mic này. Đấy. Sau đó mình bấm bật mic lên. Mình alo thử tiếng mic nhé. Alo 6 7 1 2. Alo. Alo 1 2 2. Alo 6 7 1 2. Alo 1 2 3 4 5 6 6. Alo 1 2. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này lại để mở lại xem là nó cái dây này. Mình xem lại xem cái video vừa rồi nó đã thu được âm thanh của nhạc hay chưa. Đó. Đây là cái video mình vừa quay và nó đã thu tiếng nhạc của cái bộ H4 này. Quay cái đoạn mình alo thử cái mic nhé. Đây là cách thử thứ nhất, đúng không? Nhiều bác có nhận cái bộ livestream này về gây thử nhanh nhất, đó là chúng ta quay video hoặc là ghi âm. Tuy nhiên thì quay video như bằng cái cam của điện thoại như này thì một số hãng điện thoại nó không hỗ trợ, ví dụ như là Logia hoặc là Xiaomi. Xiaomi có cái quay nó nhận, có cái quay không nhận. Và đặc biệt là Oppo, hầu hết tất cả các đời máy của Oppo, nếu như mà anh chị không cài thêm phần mềm vào mà dùng cái cam bình thường của Oppo để quay thì nó sẽ không nhận. Oppo khi mà chúng ta thử phát trực tiếp thì nhận, nhưng mà quay video như này thì không nhận. Đây là mình đang thử Samsung đó. Còn anh chị mà phát trực tiếp Facebook thì anh chị vào Facebook thôi, cũng cắm cái dây livestream như này vào điện thoại này, xong vào cái phần Facebook mình bật phát trực tiếp ở Facebook lên thôi, sau đó là mình mở nhạc lên mình hát như bình thường thôi. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ cắm cái dây livestream này vào cái điện thoại đang quay video này, đang quay video ở phía trên để chúng ta sẽ nghe thử âm thanh của cái này. Và mình sẽ nói qua về các cách chỉnh ở đây nhé. Mình nói ở đây để cho anh chị tham khảo thôi, anh chị hiểu được cái cách chỉnh thôi, chứ còn nếu như anh chị mua hàng của bên Việt ấy, thì Việt đã thử và chỉnh sẵn cho anh chị rồi. Alo, 67. Đấy. Về cách chỉnh thì khi mà anh chị mua hàng của bên Việt thì Việt đã chỉnh sẵn cho anh chị rồi. Anh chị chỉ cần xem cái đoạn đầu cắm dây kết nối đúng như cái đoạn đầu của video là được thôi. Còn anh chị muốn tham khảo thêm hoặc là anh chị mua hàng bên khác mà chưa được chỉnh á, thì nếu chỉnh rồi thì ok nhá. Anh chị không cần phải quan tâm đến cái phần chỉnh nữa, mà anh chị chưa chỉnh thì anh chị có thể xem thêm cái phần này. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua tất cả những cái chức năng kết nối ở cái bản G4. Thì ở bên trên này chúng ta có hai cổng cắm mic. Chúng ta có thể cắm mic thu âm hoặc là mic gia đình chúng ta cắm vào đây. Đấy. Và tương ứng với hai cổng của mic, chúng ta có hai đường chỉnh âm thanh. Đường này là sẽ chỉnh âm thanh của hai cái micro không dây. Và nếu như anh chị cắm mic gia đình hoặc là mic thu âm vào đây thì nó cũng chỉnh chung với lại mic không dây đi kèm theo G4 và mic gia đình hoặc mic thu âm luôn. Cho nên thường chúng ta cắm
thêm mic thu âm hoặc mic gia đình chúng ta cắm vào cổng 2 này. Đấy, cắm vào cổng nào thì chúng ta sẽ chỉnh âm thanh cổng đấy nhá. Và cái đường chỉnh âm thanh thì chúng ta có cái thứ nhất, để mà hát bằng mic G4 này thì đầu tiên là anh chị phải bấm cái nút UHF này xuống, bấm thấp nó xuống nhé. Đầu tiên nếu nó nhả cao như thế này thì anh chị nhớ bấm thấp cái nút này xuống. Tiếp theo là anh chị lắp pin vào mic này và anh chị bật mic lên, bật sáng mic lên như vậy. Và nữa là anh chị chỉnh âm thanh to nhỏ của mic đấy theo cái vừa phải theo cái giọng mình, và cái check bass cũng theo cái chất giọng của mình. Sau đó là để hát thì anh chị bấm cái nút này xuống, cái nút FX này bấm thấp xuống để bật hiệu ứng lên. Tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ chỉnh cái âm thanh của phần nhạc. Thì để chỉnh âm thanh của phần nhạc thì chúng ta sẽ chỉnh theo to nhỏ và check bass của nhạc. Thì anh chị sẽ mở thử một đoạn nhạc lên. Anh chị mở một đoạn nhạc lên. Tuy nhiên anh chị phải thử bằng nhạc karaoke. Ở đây mình sử dụng nhạc có sẵn ở máy thôi. Anh chị nghe làm sao tiếng nhạc nó to vừa phải thôi. Và thường thì mình sẽ để cái nút đỏ và nút trắng là hai nút âm lượng nhạc. Mình cứ để theo hướng 12 giờ như này là ok rồi nhá. Anh chị nào muốn nghe to nữa thì nhích, có thể nhích đi một chút. Còn cái phần check bass của nhạc thì mình thường để theo hướng 1 giờ như này. Tiếp theo ở đây nó có một cái công tắc, đây công tắc màu trắng này. Thì anh chị lưu ý ở đây, khi kết nối với thiết bị phát nhạc thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là cắm dây, và cách thứ hai là kết nối Bluetooth như vừa rồi mình có nói đó. Thì kết nối cắm dây, anh chị nhớ là bật nhả cao cái nút này lên, nhả cao lên thì khi chúng ta cắm dây nó mới nhận tín hiệu nhé. Còn khi kết nối Bluetooth thì anh chị nhấn thấp cái nút này xuống thì tiếng nhạc nó sẽ bát chét, nghe nó hay hơn. Đó là cái nút này. Và ở đây thì chúng ta có delay Zbeat. Delay Zbeat thì thường với giọng của mình sẽ để delay ở theo hướng 10 giờ và Zbeat theo hướng 2 giờ. Anh chị muốn có thể là tăng thêm cho nó vang nhại nhiều hơn chẳng hạn thì anh chị có thể nhích lên một chút. Đấy, còn anh chị nào giọng khỏe rồi thì chúng ta giảm đi cho nó nghe, giọng nghe nó thật hơn. Cái main out là cái âm lượng thu về điện thoại. Đấy, anh chị để theo hướng 12 giờ. Cái âm lượng phone tai nghe cũng để theo hướng 12 giờ nhé. Hoặc là muốn nghe to thì nhích lên tí thôi, chứ đừng ham cho to quá. Đấy, nút tai nghe và nút thu điện thoại đừng ham cho to quá, nó sẽ thu sẽ bị vỡ. Thu bị vỡ và nhiều cái tai nghe nó không chịu được ấy. Nó bị xé tiếng, nghe chói tai lắm. Rồi, đó là cách chỉnh thôi. Như vậy là trong video này mình đã chia sẻ khá là chi tiết về cách kết nối sử dụng bàn mixer G4 với lại điện thoại thu âm quay video phát live stream bằng cái sợi dây cắm 3 màu, cũng như nói sơ qua về cái cách chỉnh âm thanh của cái bàn G4 này để làm sao mà anh chị có thể chỉnh theo cái giọng của anh chị trước khi lên sóng cho nó ok nhất. Rồi, anh chị có câu hỏi gì thì comment ở dưới video, mình sẽ chia sẻ cùng với anh chị nhé. Còn nếu như video này có ích thì anh chị đừng quên like, chia sẻ video, hoặc là anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp của XV Audio, kênh chuyên chia sẻ và những combo live stream, những bộ hát thu âm live stream trên điện thoại mới nhất, cũng như là chia sẻ cách sử dụng khá là chi tiết về rất nhiều cái mục đích sử dụng khác nhau để anh chị tham khảo nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.